Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Tâm nguyện thực sự của Mai Phương sau khi mất, từng có ý định ký giấy từ con vì không muốn Lê Vi sống với bà ngoại. Sáng ngày 31 tháng 3, gia đình người thân và bạn bè đã tiến hành lễ đưa tang cho cố nữ diễn viên Mai Phương về nơi an nghỉ cuối cùng sau hơn một năm cô phải chịu đựng sự đau đớn từ căn bệnh ung thư. Sau khi Mai Phương mất, câu chuyện về người mẹ ruột mất hết nhân tính của cô lan truyền khắp mạng xã hội. Bà dù không gây ra căn bệnh cho con gái nhưng lại trực tiếp đẩy Mai Phương vào những ngày cuối đời sống dở chết dở, chịu hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc này khi Mai Phương đã yên nghỉ, điều mà bạn bè cô hy vọng là bé La Vi, con gái cô sẽ có một gia đình tử tế nhận nuôi hoặc được đưa sang Mỹ để sống với bố đẻ, Phùng Ngọc Huy. Trước đó, trong tang lễ của Mai Phương, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho hay hiện tại chưa công bố di chúc thì chưa thể khẳng định gì được. Còn nếu Mai Phương không có di chúc thì trong thời điểm này, ba mẹ Phương là người nuôi Lê Vi. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Nguyễn Huy, cựu thành viên nhóm Rebel và là bạn rất thân của Mai Phương, nữ diễn viên không hề có ý định để con lại cho bà ngoại, luôn lo sợ bà sẽ lôi kéo Lê Vi vào tà giáo, nuôi dạy bé theo hướng bạo lực, nhưng cũng chưa có ý định phó thác cho gia đình một người bạn nào vì sợ mẹ ruột quấy phá. Thậm chí cô từng có ý định ký giấy từ con để sư cô giúp cho Lê Vi được một gia đình tử tế nhận nuôi. Tâm nguyện thực sự của Mai Phương là gì? Trước khi mất, ngoài tất cả những nghệ sĩ lâu lâu qua thăm được một bữa thì có Trương Bảo Như và Ốc Thanh Vân là hai người sát cánh với Phương nhiều nhất. Ốc thì lo xin quyên góp để Phương yên tâm chữa bệnh mà không lo kinh tế, xin học bổng cho Lê Vi đến hết 18 tuổi, và Như thì lo trong bệnh viện. Với hai người bạn song sinh, vì yêu thương nên giúp Phương chăm từ bệnh viện đến con cái. Taka là đồng hành với Phương hơn một năm trở lại đây, từ lúc nhập viện và đặc biệt gần gũi nó nhiều nhất là khoảng thời gian được xuất viện về nhà. Còn trước đó chơi chung từ lớp 10, diễn viên chung một vũ đoàn rồi đi hát, cũng giúp Phương biên đạo múa trong nhóm và thậm chí còn kinh doanh chung một shop thời trang. Nói ai thân với Phương thì khẳng định là ai cũng có gia đình và việc riêng nên lâu lâu mới gặp. Ốc và Như đều có gia đình nên sau khi Phương ra viện cũng không có thời gian nhiều. Khoảng thời gian sau khi cấp cứu hồi cuối năm thì Taka, Kim Nhã và sư cô là người ngày nào cũng qua nhà chơi để động viên Phương, và Taka cũng giới thiệu bạn mình qua làm giúp cho Phương vì thời gian đó không tìm được giúp việc mới, và Phương thậm chí vừa bệnh vừa chăm con ăn uống, thấy nó xót quá mới nhờ được bạn bè hỗ trợ giúp làm được mấy tháng cuối đời đỡ việc cho nó. May mắn là cô bạn Taka cũng được Phương và Lê Vi hết mực yêu thương, Lê Vi thậm chí thân với cô còn hơn mẹ. Nói vậy để biết, người nghe Phương tâm sự nhiều nhất lúc cuối đời khi còn nhận thức là Taka chứ không phải ai khác. Thân cận hơn là có hai chị em song sinh Kim Nhã, Ốc, Trương Bảo Như, sư cô và bé Tiên, bạn Huy làm giúp Phương mấy ngày cuối đời. Phương không thuận với mẹ nên từ nhỏ đã không ở với gia đình mà thường xuyên thay đổi nhà vì không có ở được với ông bà. Người ngoài gọi là khắc khẩu, thậm chí khi biết có bầu, Lê Vi bà còn bắt nó uống thuốc chuột vì sợ thiên hạ dị nghị. Thời gian bệnh bà còn mang cháo hư để tủ lạnh cả tuần ăn xong phải đi cấp cứu. Đến lúc vào viện, lúc mới phát hiện thì người nuôi bệnh là hai bạn song sinh và bạn bè thay nhau chăm sóc. Người nhà chỉ để cho có mặt chứ không giúp gì, từ việc mua đồ ăn, giặt giũ, đưa đón con đi học đều là hai bạn giúp việc và bạn bè lo. Còn nhớ giúp việc nhờ bà mua một tô phở thì bà còn ngửa tay ra xin thiệt 200.000 đồng từ giúp việc. Phương thậm chí còn từ chối ông bà vào cấp cứu vì kéo nguyên hội thánh vào quầy bệnh viện. Bác sĩ trực công an và bảo vệ có thể làm chứng vì mỗi buổi chiều 5 giờ được vào cấp cứu cách ly thăm một tiếng. Thay vì người nhà vào tranh thủ lao mình vệ sinh gội đầu thì người được coi là mẹ kéo nguyên hội thánh vào với lý do bệnh ung thư bệnh viện chữa không hết, chỉ có theo Chúa Trời đọc kinh tự khắc khỏi bệnh. Nên ngày nào bà cũng kéo người tụ tập trước cửa phòng cấp cứu để đọc kinh. Đến khi bảo vệ công an bảo là không cho truyền bá đạo giáo thì làm ầm lên, chửi cả y bác sĩ, toàn bộ nghệ sĩ đều thấy và làm chứng. Bà còn thường xuyên tiếp cận những bè thân cận, bắt Phương theo hội thánh và thậm chí ép giúp việc phải đọc kinh thánh khi ở gần Phương. Về di chúc, ban đầu Phương dư nguyện là để con lại cho hai bạn song sinh giúp hỗ trợ, sau đó dự định sẽ ký giấy từ con để nhờ sư cô tìm gia đình nào đó để nhận nuôi ở Mỹ và cho Lê Vi đi nước ngoài khi Phương mất, còn nhà thì để lại cho ông bà. Lê Vi có một sổ tiết kiệm riêng cùng tiền bảo hiểm khi mẹ mất. Mặc dù cũng muốn gửi con cho Ốc và Như họ gửi Taka nuôi,
Nhưng địa phương trăn trở đầu tiên là sự phiền mọi người, vì ai cũng có gia đình và sợ bà ngoại sẽ làm loạn lên qua phá nhà chửi bới những ân nhân của mình, nên mới không dám gửi con cho người thân trong di chúc. Taka có nói với Phương cứ gửi con cho mình nếu không ngại, nhưng Phương vẫn sợ bà làm phiền gia đình nên không dám. Di chúc này thậm chí được làm khi đang cấp cứu, phải ghi trong toilet có Như và hai bạn song sinh chứng kiến, vì trước đó mặc dù trị bệnh cũng một năm nhưng vì chưa tìm được phương án nào tốt nhất cho Levi nên Phương chưa làm di chúc nào cả. Sau khi được các bác sĩ 175 tận tình giúp đỡ thì Phương vượt cửa tử lần một, bình an trở về. Lần thứ hai về nhà thì Phương cũng dành nhiều thời gian hơn cho con. Ông bà ngày nào cũng qua với cháu, nhưng cái chính không phải chơi với cháu mà để đọc kinh, lén vứt hết những thứ liên quan đến Phật pháp ở nhà. Tiền thái có hình Phật cũng vứt, rồi toàn bộ bạn bè đến nhà, bà Điều bắt khuyên Phương theo hội thánh của bà thì mới hết bệnh. Bạn bè ai cũng ừ cho qua rồi nấy hết. Phương cũng không muốn ba mẹ qua, nhưng cũng tội vì ông bà chỉ có một người con gái, mà giờ tách luôn cháu của ông bà thì khổ thân ông bà, không còn ai nên mới chịu nhịn để ông bà sang mỗi ngày, để gần cháu, cho có tình cảm gia đình. Khoảng thời gian này, tỉnh táo và đi lại được, nên Phương đã tham khảo ý kiến luật sư bạn của Trương Bảo Như để tìm hiểu thêm về di chúc. Nội dung di chúc chỉ có nội dung để lại nhà cho ông bà, hoàn toàn không đề cập đến chuyện sẽ để con cho ông bà nuôi, vì Phương đã nói rất rõ ở cuộc họp gia đình là ông bà đã có tuổi và không đủ khả năng nuôi cháu, bản thân Phương cũng chưa tính được để Levi lại cho ai. Về phía luật sư có tư vấn, nếu mất thì người thân duy nhất là ông bà sẽ nuôi cháu. Tuy nhiên luật sư cũng khẳng định thêm là ba của Levi nếu về thì hoàn toàn có khả năng dành nuôi con. Nhưng Huy còn kẹt giấy tờ bên Mỹ, lúc Tết có thông tin cũng đang lo giấy tờ về, thì giờ lại dính dịch bệnh corona nên các chuyến bay đều hủy không về được.